chào các bạn đã quay trở lại với channel Invest và Travel của Jason. Hiện tại Jason đang ở một cái quán cà phê tên là Grayson Sweet Home. Nó nằm ở một thành phố rất là nhỏ của tiểu bang Georgia tên là Grayson. Quán cà phê này nó rất là đơn giản. Sáng hôm nay như thường lệ mình cũng day trade, và sáng hôm nay mình không có trade option mà mình trade share. Mình mua cổ phiếu TSLL, giá của nó vào lúc sáng rất là rẻ, khoảng tầm đâu có 7.11 đồng, và hôm nay nó đã lên đến 7.67 đồng khi mình đang nói chuyện với các bạn. Sáng hôm nay mình mua 5.000 share, nhưng mà khi mình lời được hơn 500 đồng mình đã bán ra, chứ mình không có đợi nó lên đến 7.67 đồng để mà bán. Nếu mình đợi thì mình đã lời nhiều hơn. Tuy nhiên vì cái tính chất kỷ lục cũng như đây là cách mình trade bao nhiêu năm qua, và trong thời gian chỉ có 5, 10, 15 phút mà thôi thì mình đã đạt được cái kết quả, và bây giờ mình lại đi thưởng thức cái cuộc sống như mà mình muốn. Và mình muốn chia sẻ cho các bạn cái kinh nghiệm là vì sao mình lại chọn cổ phiếu TSOL trong thời điểm này. Là vì khi một cổ phiếu nào đó nó đang nằm ở cái mức thấp nhất của 52 week low, là 52 tuần thấp nhất của một năm qua, thì các bạn cứ việc vô tư mà day trade nó, không có sợ. Chẳng may nếu các bạn vô sai lệnh ngày đó, các bạn có thể chờ nó cũng sẽ lên lại rất là nhanh. Còn khi các bạn chọn cổ phiếu nào mà dù cho nó có dao động mạnh nhưng mà nó đang ở gần cái giá 52 week high là 52 tuần cao nhất của một năm qua, thì các bạn đang trade với cái rủi ro rất là cao. Cho nên các bạn cần lưu ý điều này. Những điều đơn giản như vậy nhưng mà nếu các bạn để ý thì nó sẽ giúp các bạn đạt được cái thành công sớm hơn. Nếu các bạn muốn biết làm sao các bạn có thể day trade thành công mỗi ngày, các bạn chỉ cần học một cái lớp day trade, và các bạn học xong, các bạn thực tập thì các bạn sẽ kiếm tiền rất là đơn giản mỗi ngày như là Jason. Các bạn có thể liên lạc với Jason hoặc là các bạn có thể vào trong website của Jason để biết thêm chi tiết. Chúc các bạn có một ngày đầu tư gặp nhiều may mắn, và đừng quên chiều nay các bạn sẽ có cái FOMC meeting rất là quan trọng. Ok, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.